Hùng ơi, Hùng. Gì đây mẹ ơi? Vào mà xem con vợ của con nó làm sao đây này. Em làm sao đây em? Hôm nay sao mà nắng thế nhỉ? Ô, bà Tuyết. Ôi cô. Ừ. Mà bà đi đâu đấy? Tôi vừa ra kia định mua mớ rau mà người ta bán hết rồi. Cháu đang cho bé đi chơi đây bà. Ôi dồi ôi, trộm vía nhỉ. Vâng. Yêu đấy. Quá. Đáng yêu như thế này mà bà. Ôi dồi. Bà không bảo cậu Hùng đẻ cho một đứa cháu đi. Mà ở nhà mà bé cháu cứ suốt ngày đi lang thang làm gì. Ôi dồi ơi cô ơi. Chuyện con cái là lộc trời cho. Thì tùy chúng nó vậy chứ tôi thì... bảo gì được. Bà về bà bảo cậu Hùng đẻ đi. Hai vợ chồng đẻ được rồi đấy. Bây giờ cũng có tuổi rồi. Cũng cao tuổi rồi chứ nữa bà. Ôi giời, bọn nó bận công bận việc lắm cô ạ. À. Vâng. Nhé. Đấy, yêu quá. Ôi trời ơi, thế thôi đưa cháu về đi không nắng này. Vâng ạ, thế bà về nhá. Vâng, thế chào cô nha. Vâng. Bà chào cháu nha. Ôi trời, xấu quá. Chào bà. Ừ. Kế ra mình cũng có một đứa mà bế đi dạo khắp làng thì cũng hay. Anh ơi! Gì đây? Mẹ đi đâu rồi? Anh không biết được, thấy vừa sáng mẹ đi dạo đi chơi rồi. Thế thôi, để không biết là mẹ thích ăn món gì để em vào em nấu. Ừ, thôi em nấu món gì cũng được. À đây, bà về đây rồi. Mẹ đi. Mẹ hỏi cái này cái. Sao hả mẹ? Đi khám bác sĩ bảo cái chuyện bầu bí như nào đấy. Mà sao hai đứa cứ im ỉm bao nhiêu năm rồi kia kìa. Mẹ ơi, chuyện đấy thì bác sĩ cũng bảo như mọi lần thôi ạ. Vẫn bình thường mẹ. Mọi lần là như nào? Là do con. Là do anh. Vâng. Ôi giời ơi, tôi để anh ra lành lặn có thiếu thốn cái gì đâu mà bây giờ sao lại thế hả con? Hả? Thì con biết làm sao được. Bây giờ ăn uống bây giờ nó khác như ngày xưa rồi. Bây giờ hiện tại ăn cái này ăn cái kia thì con bây giờ bị như thế thì chúng con đang đi chữa rồi mẹ à. Trời ơi, khổ thế chứ lại. Bà già cả rồi cũng mong một đứa cháu để còn mà bế đi dạo với người ta cái kìa. Thế mà 5-6 năm nay rồi, anh chị đi khám xem chạy chữa thế nào đi. Vâng, con biết rồi. Con biết rồi mẹ ạ. Thôi mẹ em ngồi đây nhá, anh vào trong làm việc một tí đây. Vâng. Này Hằng, mẹ bảo. Dạ mẹ. Ôi trời ơi, chuyện chồng con như thế, thôi thì cố gắng con ạ. Thuốc thang rồi chắc nó cũng khỏi thôi. Rồi một thời gian thì có cháu ấy mà, không phải nghĩ gì đâu nhá. Vâng ạ, bọn con cũng đang uống thuốc theo thầy rồi đấy mẹ. Ừ. Nên là mẹ cũng đừng sốt ruột quá. Mẹ cũng sốt ruột lắm, nhưng mà tại thằng Hùng chứ mẹ biết làm sao được. Thôi không sao đâu, thế con cơm nước gì chưa? Đây, con đang định bảo là mẹ thích ăn gì để con nấu đây này. Thôi nấu cái gì chả được, để mẹ vào mẹ hộ cho đi. Thôi mẹ cứ ngồi nghỉ đi, để con vào con nấu ù một tí là xong ấy mà. Ờ, thế con nấu nha. Không ngờ á, cái chuyện con cái lại do thằng con mình cứ chứ lại. Lành lặn, khỏe khoắn thế, làm sao mà lại không đẻ được cơ chứ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cái giấy gì đây? Hằng ơi, tập giấy gì đây con? Có dùng nữa không mày vứt đi nha. Mẹ cứ để trên bàn cho con. Ôi giời ơi, để trên bàn thì phải để gọn mà chứ sao mà để bừa bộn thế. Cái giấy gì đây? Phiếu trả kết quả khám bệnh. Ôi giời ơi, nó đi khám phụ sản này. Kết quả. Ôi ôi, tại cái Hằng. Trời ơi, Hằng, đi vào đây. Thế mà nó giấu mình. Giấy gì đấy mẹ? Cái gì đây, cái gì đây? Hả? Phiếu trả kết quả khám bệnh. Thế là như nào? Sao mẹ lại đọc cái này của con? Thì ra trước nay anh chị lừa trên dối dưới, nói dối tôi đúng không? Mẹ tại ơi. Chị mà chị dám nói tại con trai tôi à? Hả? Dạ, con không muốn nói chuyện với mẹ nói rồi. Cái gì? Bằng chứng rõ rành rành thế này mà tại sao không nói? Nếu mà tôi không vô tình tôi soạn sách vở rồi tôi gấp gọn để cho anh chị làm sao mà tôi biết cái sự thật này. Mẹ ơi! Gì? Mẹ đừng trách vợ con nữa. Con sợ mẹ gây áp lực cho vợ con, thế con mới giấu mẹ đấy. Anh thôi đi. Cái chuyện đấy mà anh dám đi giấu tôi, có phải là con vợ của anh á bảo anh nói như thế đúng không? Vợ... sao mà dại thế à con? Vợ hả? Con không bảo gì hết. Mà mẹ đừng trách vợ con á. Bây giờ mẹ càng trách thì vợ con càng tủi thân chứ sao? Tủi thân cái gì mà tủi thân? Đúng là số nhà tôi vô phúc mà tôi khổ mà. Thế mẹ ơi, anh mới đi cưới cái cô này về 5-6 năm rồi không đẻ được. Mẹ ơi, bây giờ mẹ trách thì vợ con nó buồn thì sao? Buồn thì làm được gì? Thế bây giờ đi khám đi chữa là được. Chữa trị gì mà bao nhiêu năm rồi, sớm muộn.
chắc là còn sớm lắm đấy. Mẹ, vẫn còn sớm đấy mẹ. Mà. Xin lỗi cái gì? Trước nay á, tôi tưởng là tại thằng con của tôi, thế nên là tôi mới ngọt nhạt với cô. Còn bây giờ tôi biết rồi á, cô khó sống cho cái nhà này rồi đấy. Đúng là nhà tôi vô phúc mà. Trong gì thì nói thế? Việc con cái là của vợ chồng con khắc giải quyết, khắc đi khám, khắc đi chữa. Ô hay, thế con cái của anh chị thế không phải là cháu của tôi à mà anh còn nói như thế nữa. Mẹ cứ yên tâm, khắc có cháu bé đã được chứ gì. Thôi tôi mệt anh mệt chị lắm. Em ơi, thôi thì mẹ, bây giờ mẹ có tuổi rồi mẹ chỉ nói thế thôi, mẹ không để bụng đâu. Bây giờ mình cứ tâm lý thoải mái xong rồi mình đi uống thuốc đều đặn vào thì khắc có em bé thôi em à. Nhưng mà em cảm thấy có lỗi với mẹ quá. Đấy, em đã bảo là cứ bảo rõ ràng với mẹ đi. Anh cứ giấu giấu diếm diếm với mẹ bây giờ á, khó xử chưa? Thì anh biết đâu được, mà thôi không sao đâu, mai ngày kia là mẹ lại hết buồn thôi, mẹ lại bình thường với em thôi, không sao đâu nhá. Thôi đi vào đi. Hùng ơi, làm gì hả con? Con đang quét cái nhà đây. Trời ơi, quét tước là việc của đàn bà, con không phải đụng tay mấy cái việc đấy đâu. Rồi ai quét chả được cả mẹ mẹ. Mệt lắm, đây mẹ bảo cái này đây này. Mẹ bảo gì? Này con, bây giờ á, con cũng có tuổi rồi đấy, chứ đâu còn trẻ trung gì nữa đâu. Mẹ tính như thế này này, là thôi còn với cái Hằng, nếu mà tầm 3 tháng mà Hằng con á, nó không có bầu bí gì thì thôi, ly hôn đi con ạ. Sao mà ly hôn được mẹ? Bây giờ hai vợ chồng con cưới nhau rồi, bây giờ yêu thương nhau thì phải từ từ chứ mẹ. Mẹ cứ phải vội vội vàng vàng như thế làm gì? Thì bây giờ nhá, mình nhiều tuổi rồi, thế mà đợi mãi 50-60 năm thì lúc đấy làm sao mà đẻ được nữa. Nhiều tuổi thì vài tháng nữa biết đâu lại có. Chúng con đang uống thuốc, đang chữa theo bác thì sĩ đấy. Mẹ mới bảo là 3 tháng. Rồi á, nếu mà nó không có bầu bí gì, mẹ tìm cho cô vợ khác. Trẻ hơn, đẹp hơn, rồi mà cô để lấy mấy đứa con ạ, chứ không để lâu không để được đâu. Thôi thôi mẹ ơi, bây giờ vợ chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm rồi, bây giờ mẹ lại bảo như thế. Như thế làm sao được. Mà nhá, con bảo mẹ này, mẹ chỉ nói được với con thôi nhá, không được nói với vợ con như thế đâu, biết chưa. Thôi ngay đi, anh á, cứ bênh vợ chằm chặp đi, rồi á, đến già không có lấy một mụn con đâu con vợ ạ. Vợ con thì con chả phải bênh chứ, mẹ nói như thế, vợ con lại tủi thân thì làm sao. Thế như thế thì biết bao giờ mới có em bé được. Mẹ nghĩ tốt cho con, mẹ mới bảo thế. Thôi anh thích chăm vợ anh thì anh cứ chăm đi nhá. Vâng. Này, chị không thấy là mẹ đang đi vào đây mà quét vào chân như thế à? Hả? Con xin lỗi mẹ. Quét thì quét cho sạch vào, đã không biết đẻ rồi, nhà cửa thì phải cho tươm tất. Quét xong rồi vào giặt ngay cái chậu quần áo rồi cả cái thau bát đi kìa. Có cái thau bát 2-3 ngày không rửa hay sao mà đầy lên đấy rồi. Đâu ạ, nhà mình mới ăn lúc trưa, con chưa kịp rửa thôi ạ. Cứ để đấy tí nữa con rửa mẹ ạ. Chả biết tí nào, nói một câu cãi 10 câu, nghe nước hết cả tay. Từ lúc mẹ biết mình không đẻ được, mẹ cứ thay đổi thái độ với mình. Giờ mà có thằng cháu mà bế đi dạo quanh làng có phải là hay không? Cứ ở nhà lanh quanh lần quẩn. Mẹ ơi, con đi làm đây ạ. Con chào mẹ. Đồ ăn buổi trưa con nấu rồi đấy mẹ ạ. Trưa mẹ ăn thì mẹ hâm lại mẹ nhá. Vâng, tôi tự biết tôi ăn nóng hay ăn nguội, không cần chị phải nhắc. Vâng ạ, thế thôi con đi đây. Con chào mẹ. Vâng, chị đi làm. Ngứa mắt. Đây, mua sách báo cho cháu mà mãi chưa thấy có cháu đâu cả. Mẹ ơi mẹ, con vừa nghe mấy chị đồng nghiệp bảo là ăn cái món này bổ lắm, nên là con mua cho mẹ đây này. Mẹ ăn thử xem mẹ. Thôi, tôi không ăn. Mẹ ăn đi. Cái này bổ lắm, con phải xếp hàng mãi con mới mua được đấy mẹ. Thôi, bổ thì chị ăn đi chứ tôi chả ăn đâu. Mẹ. Hằng, mẹ bảo cái này này con. Mẹ cứ nói ạ. Ra chuyện này, con cũng chẳng để được. Thế nên là mẹ định nói với con là thôi, con buông tha cho Hùng nó đi. Chứ nếu mà để được thì đã đẻ được rồi con ạ. Hùng nó có tuổi rồi, bây giờ á cứ đợi mãi như thế, biết đâu già rồi cũng chẳng có một con nào với người ta. Mẹ, chuyện con cái, vợ chồng con cũng đang cố gắng mà mẹ. Mẹ cứ để cho vợ chồng con có chút thời gian nữa mẹ. Cố gắng đến bao giờ hả con? Thôi, mẹ định nói với Hùng để nó thu xếp rồi là ly hôn với con. Mẹ nói cái gì đấy? Thì đấy, chuyện bây giờ thì Hùng nó chả nói thì mẹ đành nói với con vậy. Thôi con ạ, buông tha cho Hùng,
coi như mẹ nợ con điều này. Biết đâu á, sau này con cũng đi tìm được người mới, con cũng có hạnh phúc khác này. Rồi là biết đâu còn hạnh phúc ấm êm hơn nhà mình. Người ta có điều kiện đấy con. Mẹ, con với chồng con đang yêu thương nhau mà sao mẹ bảo Leon là Leon được? Con không đồng ý đâu. Ơ này con, coi như giúp mẹ đi mà. Con buông tha cho Hùng, đừng ở cái nhà này nữa. Con mà không đi á, là Hùng nó không chịu lấy cô khác về cho mẹ đâu. Mẹ, sao mẹ quá đáng thế? Con ơi, con biết là lỗi tại con rồi. Lúc con cũng đang sửa đây mà. Sửa nhưng mà sửa bao nhiêu năm rồi. Mẹ nói nhỏ nhẹ thì con nghe đi. Chứ rồi á, con cũng biết đấy, phụ nữ không đẻ được là một cái tội đấy con ạ. À. Mẹ. Ôi giời ơi, nói ra ngô ra khoai thế rồi mà nó còn không nghe thì đến chịu đấy. Ờ, bà thông gia đấy à? Như bà cũng biết đấy, thằng Hùng nhà tôi nó lấy con Hằng nhà bà cũng được mấy năm rồi, nhưng mà mãi chưa có một con nào. Ừ, thì đấy là tại lỗi bên nhà bà chứ còn gì nữa. Tôi chả hiểu bên nhà ông bà ngày xưa dạy dỗ con Hằng thế nào, hay là cho nó ăn chơi đùa đòi quá, thế nên là mãi mới không có một mụn con. Ờ thì bà cũng biết rồi đấy thôi. Thì tại nhà bà chứ tại gì nhà tôi, chứ bên nhà tôi chả có ai thế cả. Thằng mẹ. Ơ hay cái con này. Mẹ nói gì con cũng được, nhưng mà mẹ đừng xúc phạm bố mẹ con nhá. Thì đấy là đúng thế còn gì nữa. Chứ 3-4 tháng rồi chứ tôi cũng có thấy bụng của cô to lên tí nào đâu. Mẹ thôi đi. Được rồi, con sẽ đi ra khỏi cái nhà này theo ý mẹ nhá. Ừ thì tốt quá còn gì nữa. Tôi cũng mong mỗi thế để cho thằng Hùng nó lấy vợ khác. Ơ, này, chị làm sao đấy? Hả? Hùng ơi, Hùng. Gì đây mẹ ơi? Vào mà xem con vợ của con nó làm sao đây này. Em làm sao đây em? Đứng dậy. Làm sao? Hả? Đau bụng quá. Đau bụng à? Mẹ gọi xe cứu thương cho con đi nhanh lên. Con cần. Anh vào xếp quần áo để em còn đi. Thôi. Alo. Tôi đi bệnh viện nặng, đi bệnh viện nặng. Con cho tôi một xe cứu thương nha. Người nhà của bệnh nhân Hằng đâu rồi? Dạ, có tôi đi ạ. Ừ, vâng, chào cô. Đây, đây là phiếu kết quả nha. Có thai 3 tháng rồi. Ôi, mừng quá bác sĩ ơi. Mà tôi bảo nha, về phải cho bệnh nhân Hằng là nghỉ ngơi đàng hoàng và ăn uống đầy đủ vào, không được kích động nữa. Mà kích động nữa là có nghi cơ là sảy thai đấy. Ôi thế ạ? Đúng rồi. Thế cháu tôi thế nào? Có khỏe không ạ? Khỏe. Cháu thì... có làm sao không? Khỏe thì hiện tại bây giờ vẫn khỏe, nhưng mà về phải theo dõi thêm. Cho nhất là phải nghỉ ngơi nhiều này, ăn uống đầy đủ vào. Vâng, gia đình tôi biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng. Chào bà nhá. Vâng, chào bác sĩ. Ôi dồi ôi, mừng quá rồi, cuối cùng thì cũng có cháu rồi. Thôi đi từ từ thôi con. Ôi phúc đức nhà mình quá, thế đấy. Là cũng sắp có cháu rồi. Con bảo mẹ rồi, cứ từ từ sắp có cháu ấy mà. Ừ thì mẹ biết làm sao được. May thế cháu nó đến đúng lúc luôn. Thôi em vào nghỉ ngơi nhé. Để anh vào anh nấu gì cho em ăn nhá. Ừ con vào con xem nấu cái gì bổ vào nhá. Ừ, từ nay á làm cái gì phải cẩn thận con ạ. Không phải làm một cái gì cả. Việc gì đụng chân đụng tay cứ để mẹ. Thôi con xin lỗi mẹ. Sao thế hả con? Bây giờ con sẽ vào thu xếp quần áo xong rồi sang bên nhà mẹ đẻ con thôi. Ơ sao lại sang bên đấy? Bây giờ bầu bí đi lại không tiện đâu. Khi nào sinh cháu nó lớn rồi thì về. Không, thế lần trước mẹ bảo gì con? Mẹ chả đuổi con đi còn gì. Mẹ nói những lời khó nghe. Đây là mẹ chỉ thích cháu của mẹ thôi, chứ còn bản thân mẹ cũng chẳng thích con tí nào. Đâu, đấy là trước... Thôi, con chịu thôi. Con sẽ làm theo những lời mà mẹ muốn. Ờ, con Hằng. Ôi giời ơi, thế là mất cả cháu, mất cả con dâu rồi. Lỗi tại tôi.